Chương trình tặng quà vỏ on sale của siêu thị Thuần Phát sẽ được tiếp tục từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 12 năm 2023. Quý khách mua 20 mỹ kim được tặng một chai Truti trà ô long 350ml, mua 50 mỹ kim được tặng một chai tương ớt Sriracha hiệu 3 miền 17 ounce hoặc một cà phê lemon, mua 100 mỹ kim sẽ được tặng một bao gạo 15 pounds Japonica. Ngoài ra, những mặt hàng on sale còn có tôm Nam Mỹ 30/40 có đầu một hộp 4 pounds giá 12 đồng, tôm Nam Mỹ 41/50 không đầu một hộp 4 pounds giá 10 đồng, rượu Martell Golden Blue Cognac chai 1 lít 194 đồng 99 cent, chai 750ml 149 đồng 99 cent, bưởi vỏ xanh 2 đồng 29 cent 1 pound, gạo thơm Thái Lan hiệu Thuần Phát 25 đồng 99 cent 50 pound, dừa tươi 9 đồng 99 cent 1 thùng 9 trái, thanh nhãn đông lạnh 1 đồng 99 cent 1 pound, bánh tráng 3 miền 31 cm 79 cent 1 cái, cà phê King Coffee 20 gói 1 đồng 50 cent 1 túi. Mua nhiều tặng nhiều, quà tặng không bao gồm bia, rượu, gạo và thuốc lá. Chương trình tặng quà vỏ on sale của siêu thị Thuần Phát chỉ áp dụng tại các thành phố Westminster, Garden Grove, El Monte, San Gabriel và West Covina. Hệ thống siêu thị Thuần Phát xin trân trọng, kính mời!